Xin chào tất cả các bạn nha. Vào 3 ngày trước mình có một cái video để hướng dẫn các bạn cách làm 1 tỷ token, có hiểu là NE Blua nè các bạn. Thì hiện tại token này nó lít trên sàn bên KSWAP với giá khá cao. Các bạn nào đã có cách làm thì vào hold các bạn. Thì các bạn copy con chắc với phần link mô tả của mình nha các bạn. Nó đã cho swap qua cặp BUSD và BNB chết và giá nó sụp rồi các bạn. Đang làm video sáng nó sụp thuốc các bạn, hồi nãy đâu gần 30 đô các bạn. Mình qua bài điều UDT các bạn. Có 23 đô các bạn. Phần đây mình chờ một chút xíu để nhóm giá lên mình xả ngay tới các bạn. Rồi nha các bạn, mình đã chờ nó lên tăng đâu được 2 đô nữa của khoảng 25 đô các bạn. Mình swap các bạn. Các bạn bấm vào up bull nè. Các bạn bấm chấp thuận các bạn. Các bạn sẽ swap qua tốn phí mạng 0.2 đô nữa các bạn. Các bạn sẽ swap tốn khoảng 1 đô nữa bằng 1.2 đô các bạn. Các bạn cũng còn lời mười mấy đô nữa các bạn. Rồi, các bạn bấm vào mục swap các bạn. Nó đã cho swap qua V2 nha các bạn. Trên sàn BKK swap V2 nè. Rồi, các bạn bấm swap. Ok. Bạn bấm ok nha các bạn. Các bạn swap qua mà được. Nếu mà nó lỗi gì vậy như thế này thì các bạn chỉnh phí mạng các bạn nhấp vào bao anh cùng nè. Các bạn chỉnh phí ra lên 20 nha các bạn. 25 đi các bạn. 20 không được thì các bạn chỉnh lên hoài nha các bạn, 25. Phải các bạn chỉnh phí ra là 20 các bạn. 25 là cái phí ra cao lắm nha các bạn. Các bạn chỉnh 20 được là vừa đó các bạn. Là cao lắm đó nha các bạn. Bấm swap lên. À đã lên rồi, 0.038 gần 3 mấy đô các bạn. Rồi mình sẽ tốn phí mạng 0.012 đô khoảng 0.8 đô nữa các bạn. 0.001 pin pin nữa các bạn. Bạn chấp thuận luôn các bạn. Ok, bấm close thành công. Qua gì thành công chưa bạn? Chạy chút swap chút xíu. Ok, sau khi các bạn bấm nút swap như vậy thành công xong thì nó sẽ chuyển cái token swap token ấy qua cho các bạn nha bạn. Vì mình đã swap lỗi hết một giao dịch và tốn hết mấy phần đô. Tốn không chấm mấy đô, không sao, mình cũng còn lãi nhiều lắm các bạn. Rồi ok, vậy mình đã hướng dẫn các bạn swap token lưu đến đây cũng kết thúc các bạn. Mình chào tạm biệt tất cả các bạn, hẹn tất cả các bạn vào những video clip tiếp theo từ mình nhé.